Xin phép chào anh em, hôm nay là hai chiếc SH nhập đời 08 và đời 2011 được dọn mới tại đồ chơi xe Việt Nam. Đấy, trước mặt các bạn là chiếc SH ý đời 2008 màu cà phê, được dọn theo phong cách zin. Và chiếc SH ý đời 2011 màu zin của xe là màu trắng và dọn theo phong cách thể thao. Cả hai chiếc xe đều biển là đẹp, nhưng mình chiếc xe ý cà phê là mình chưa lắp biển. Ý màu cà phê bên mình là sơn lại toàn bộ dàn áo bên ngoài, vành bánh và sơn tất cả nhựa sân trên xe. Các bạn lưu ý là đời 2006, 2008 cho đến 2009 là vành màu xám xi măng các bạn nhé. Xe được lên lốp đun lốp K330. Ở đây chiếc SX ý đời 2011, chiếc này siêu đẹp luôn. Các bạn tất cả chi tiết trên xe rất là đẹp, nhựa còn rất đẹp luôn. Vành thì lên màn sport, màn sport của dòng SX ý đời 2011 2012 là màu bóng bóng lì. Đây là bắn bóng lì. Đấy, anh em có nhu cầu về dọn xe, tân trang xe liên hệ hotline 0832208888 hoặc 0329607777. Hoặc qua trực tiếp các cửa hàng trực thuộc của hệ thống đồ chơi xe Việt Nam giúp mình.